Nếu ngày xưa ông tôi kể cho bố tôi nghe câu chuyện cổ tích Thạch Xanh đánh Chăn Tinh. Nếu ngày xưa bố tôi kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy, thì ngày nay tôi sẽ kể cho con tôi nghe về câu chuyện cổ tích Leicester và chức vô địch Premier League. Một câu chuyện cổ tích có thật, hội tụ đủ mọi yếu tố ly kỳ, hấp dẫn, kịch tính và có một kết thúc bó hậu. Ngày 16 tháng 5 năm 2015, Leicester ăn mừng với thành tích chính thức trụ hạng tại Premier League. Một năm sau, ngày 3 tháng 5 năm 2016, họ cũng ăn mừng, nhưng lần này là với tư cách của vị vua nước Anh, là nhà tân vô địch của Premier League. Vâng, bóng đá là như vậy, luôn luôn bất ngờ và không thể đoán trước được điều gì. Cái khoảnh khắc bày cáo lên ngôi vô địch cũng chính là khoảnh khắc lên ngôi của thứ bóng đá chân thật và dung dị nhất. Ranieri đã xây dựng cho mình được một đội quân hoàn hảo từ những con người hết sức bình thường. Mặc kệ tương lai ra sao, bây giờ hãy cứ quẩy thật lực đi các bạn cáo của tôi, vì đó là thành quả mà các bạn xứng đáng nhận được. Vâng, bóng đá là như vậy, luôn luôn bất ngờ và không thể đoán trước được điều gì. Cái khoảnh khắc bày cáo lên ngôi vô địch cũng chính là khoảnh khắc lên ngôi của thứ bóng đá chân thật và dung dị nhất. Ranieri đã xây dựng cho mình được một đội quân hoàn hảo từ những con người hết sức bình thường. Mặc kệ tương lai ra sao, bây giờ hãy cứ quẩy thật lực đi các bạn cáo của tôi, vì đó là thành quả mà các bạn xứng đáng nhận được. 3 năm một kịch bản, 3 năm liên tiếp bá đạo tại Bundesliga, nhưng khi ra đến trời Âu, cụ thể là bán kết Champions League, thì Bayern đã bị ăn hành bởi các đội bóng Tây Ban Nha. Bayern luôn rất mạnh, nhưng đối thủ của họ còn bá đạo hơn. Pep đã không thể tái hiện kỳ tích của Jurgen Klopp. Ông đã kết thúc cuộc phiêu lưu tại nước Đức của mình với một kết quả có thể nói là thất bại. Ngôi vô địch đã có chủ. Ngoại hạng Anh bây giờ chỉ còn đóng bóng ở cuộc đua giữa cúp châu Âu và cuộc chiến trụ hạng. Chim hoàng yến, mèo đen và chích chòe đang là ba con vật cạnh tranh gay gắt cho suất trụ hạng năm nay. Còn ở phía trên, Man City vừa đánh mất lợi thế top 4 của mình sau thất bại bẽ bàng 2-4 trước Southampton. Trong đầu của họ bây giờ chắc chỉ có trận đấu với Real vào đêm nay mà thôi. Nhàm chán với top 4 nên có vẻ bây giờ Arsenal định thử sức mình với top 3. Nhưng chắc chắn điều đó cũng chẳng thể làm các fan Arsenal hài lòng, vì thứ mà họ cần chính là ngôi vị của Leicester bây giờ. Hàng loạt biểu ngữ chống lại Wenger xuất hiện khắp Emirates. Giữa khung cảnh đó, người ta thấy một Wenger lạc lõng, đáng thương. Hình ảnh đại diện tiêu biểu cho sự bặm bẽo của người huấn luyện viên. Khi bạn thành công, mọi thứ đều ở bên bạn. Nhưng khi bạn không cho họ được những gì họ muốn, thì bạn nghiễm nhiên trở thành người thừa. Sa thải Wenger! Sa thải Wenger! Sa thải... Ok không ông ơi, ok ông ạ, ok luôn, chúng ta phải bảo vệ Wenger. Cản được Leicester đăng quang tại Old Trafford, vui thì có vui nhưng thực sự người Man U lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Với trận hòa này thì cơ hội lọt vào top 4 để đá sân 1-1 sau của họ lại càng nhỏ dần. Và nếu kịch bản xấu nhất xảy ra khi Man City vô địch C1, Liverpool vô địch C2, thì dù Man U có vào được top 4 đi chăng nữa thì kết quả cũng chỉ là con số 0. Cuộc đua vô địch tại La Liga vẫn căng như dây đàn, trong khi ngọc quý Griezmann bên phía Atletico tỏa sáng để đem về chiến thắng cho đàn quân của Simeone.
thì quái kiệt Suarez cũng tiếp tục nổ súng để mang về 3 điểm cho Barca. 6 điểm, chỉ cần 2 trận thắng nữa thôi là chắc chắn cúp La Liga sẽ về tay của đội bóng xứ Catalan. Chiến thắng của Real Madrid có phần vất vả hơn. Không Ronaldo, không Benzema nhưng không sao. Còn đó Gareth Bale tỏa sáng. Kẻ tức thời mới là chàng tuấn kiệt. Họ so sánh anh với Neymar khi phong độ anh không tốt. Họ đè nặng lên vai anh trọng trách của cầu thủ đất giá nhất thế giới. Nhưng anh âm thầm chịu đựng để rồi tỏa sáng đúng lúc khi mọi người cần anh nhất. Hãy nhớ rằng khi khí đột nổi điên thì chẳng ai có thể ngăn cản được. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với một sự việc rất hot trong tuần qua. Vậy là sau Witzer và Lewandowski, Matt Hummels đã chính thức đề nghị Dortmund cho anh chuyển tới Bayern Munich. Vâng, chua chát quá. Đến người ngoài như chúng ta còn thấy đau lòng thì có thể hiểu cảm xúc của Marco Roy là như thế nào. Từ người ra đi và bỏ lại anh ở đó, một mình, lầm lũi và giữ mãi dòng máu vàng chảy trong huyết quản. Khi còn là cầu thủ, ít người biết đến ông là ai. Khi trở thành huấn luyện viên, ông khiến cả thế giới phải nể phục. Diego Simeone, danh hiệu thánh chôn tuần này xin được dành cho ông. Từ một đội bóng tầm trung, ông đã biến Atletico thành một ông lớn thực sự. Một đội bóng theo phong cách công nhân, từ thợ nề, thợ hàn, thợ xây, thợ mộc cho đến thợ hồ. Lối đá xù xì có phần chém đinh chặt sắt của ông đã thách thức cả thế giới. Hiếm ai có thể nghĩ rằng ở một giải đấu như La Liga, nơi có hai con quái vật Barcelona và Real Madrid ngự trị, lại có một đội bóng dám đứng lên xưng vương và thiết lập lại trật tự như vậy. Mà cũng không khó hiểu lắm, bởi vì với Simeone thì không gì là không thể. Và rạng sáng nay, Diego Pablo Simeone lại tiếp tục viết nên lịch sử. Sau Barcelona, ông lại bón hành cho một ứng viên vô địch khác là Bayern Munich để ghi tên mình vào trận chung kết Champions League. Và hãy tin tôi đi, dù đối thủ của họ ở chung kết là ai thì bây giờ chính Atletico mới là ứng viên vô địch sáng giá nhất. Cú vấp ngã 2 năm về trước sẽ làm họ mạnh mẽ hơn. Leicester đã vô địch Premier League và bây giờ nếu Atletico vô địch C1 thì đó sẽ là cái kết hoàn hảo cho bóng đá châu Âu năm nay. Và đó cũng là cái kết hoàn hảo cho El Nino. Chúng tôi thực sự muốn nhìn thấy Torres hồi sinh và nâng cao chiếc cúp Champions League một lần nữa. Chúng ta đến đây để lấy tấm vé đá chung kết Champions League. Muốn lấy vé, trước tiên phải bước qua xác Pep ta trước đã. Tất cả anh em, hãy cùng ta uống hết bát rượu này. Chuyện này tuy khó, nhưng ta tin chúng ta sẽ giành chiến thắng. Nổi trống lên! Chiếm Allianz Arena cho ta! Hey, 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 hey